Chào cả nhà, cả nhà biết chúng ta đang ở đâu đây không ạ? À, chúng ta đang trên một quả núi ha. À, thì đây chính là cái nhà thờ núi ở Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hay còn gọi là nhà thờ Thánh Mẫu Trà Kiệu. Đây, đây là một cái nhà thờ rất là đặc biệt bởi vì nó nằm trên một quả núi ha. Đó, chúng ta thấy có những cái bậc thang đi nha. Rất là nhiều người đang đi nè, đó đi xuống rất là cao ha. Ở đây thì cách ở dưới mặt đường tầm 60 mét. Đấy, để lên phía trên này là chúng ta phải leo ra một cái quãng đường khá là dài để mà có thể lên đây được nha. Tuy nhiên là khi mà lên đây được thì ta gọi là mình đã trải qua khó khăn thì chắc chắn là mình sẽ được hưởng cái gọi là tuyệt vời nhất. Trên đây không khí rất là trong lành ha. Đó, và khi mà mình leo đến đây á thì trên đây nó có một cái giếng. Đó, giếng đây. Đây gọi là cái giếng thiên ha. Đó, chúng ta thấy cái giếng nè. Đó, nước ở đây nha. Khi mà mình leo đây mình uống cái nước giếng ở đây thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ là mát lành nha. Đó, có thể nói là nó xua tan đi mọi cái mệt nhọc, cũng như là nghe đồn luôn là mình uống nước này là nó sẽ chữa được rất nhiều bệnh tật. Đấy, đây chính là nhà thờ Thánh Mẫu Trà Kiệu nha. Nha, giờ mình đi một vòng nha. Đấy, bởi vì là nó ngự trên một ngọn núi rất là cao nên là trên đây mình sẽ thấy được cái toàn cảnh bên dưới rất là đẹp. Nhà thấy nè ha. Đó, khí rất là mát lành. Đây mình lượn một vòng cho cả nhà thấy nha. Ở phía dưới là xe còn ở chạy phía dưới kia nè. Xa xa là những cánh đồng ha, xanh biên biếc, những mái nhà xen vào những cái cây cối xanh mơ mởn, tạo ra một cái cảnh sắc rất là tuyệt đẹp. Phía sau lưng nhà thờ đây chúng ta nhìn thấy ha, những cánh đồng xanh mát ha. Xa xa là những ngọn núi rất là hùng vĩ nha. Đó, đây là phía sau nhà thờ nè. Sơ một vòng nhà thờ ha. Hôm nay mình thử không khí rất là tuyệt vời. Giờ mình uống thử cho nước cái đi ha. Đây có người giờ đã muốn được sẵn đây nè.
Wow, nước rất là mát nha. Nha thấy hay không? Trên núi mà cái giếng này em thấy nó là nông mà nước vẫn rất là nhiều nè. Cái thợ này thì được xây dựng là vào năm 1971, rất là lâu rồi. Giếng vẫn không cạn nha. Nó có một nguồn nước rất là tinh khiết, vì là được lấy từ một cái mạch nước ngầm ngay trên cái ngọn đồi này. Đây, chúng ta cùng ngắm một lần nữa ha. Nhà bao la rộng mát trên nhà thờ này. Đó, nếu như là cả nhà có gì mà mình đến cái vùng đi xuyên ha, có thể ghé cái nhà thờ này để thượng hoàng, để cầu chúc may mắn. Rồi các bạn nhớ đăng ký subscribe để sớm nhận được những video hay tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.